chưa ý quên. Hôm nay em vẫn chờ đợi bao nhiêu like. Cố lên, ngày của em như thế sao ngày chưa toàn đời lập lừa. Ngày của em chỉ sống ở trên vây và mọi người chẳng quan tâm thực tế những em thương bạn bè gần kề bên em. Bạn xem sống thật hay sống ảo, ảo ảo hay thật, rồi nước không có chẳng có mà nào dừng lại màu. Alo alo Linh đang làm gì á? Có rảnh không? Có gì ông Minh? Minh đang đứng trước nhà Liên nè. Minh đói quá hay là Liên đi ăn với Minh nha? Chắc là Minh đi ăn đi nha. Tại Liên đang bận công chuyện xíu. Vậy thôi để bữa sau Minh qua ha. Bye bye. Chó chú. Bữa giờ con hẹn gặp Liên mấy lần rồi đó, mà lần nào Liên cũng từ chối con hết á. Hôm nay con tưởng là con qua tới nhà thì Liên chịu đi với con. Thi cử mà không đúng với cái kết quả của nó đó, cho nên nó gại gặp con. Thôi chú con về. Sao chị Duyên về sớm vậy? Thì giờ Liên không chịu gặp con thì con về chứ sao chú? Chứ mình đang không con trai gì ta không chịu gặp mình phải tìm cách mình gặp ta chứ. Cái gì tự nhiên mới đó bỏ cuộc. Thằng đàn ông trai gì kỳ cục kẹo. Thì giờ Liên không chịu gặp con thì con kiếm cách gì giờ? Thì từ từ coi. Chị gì? Mà giờ muốn gặp không? Dạ muốn chứ. Muốn gặp thì mình đi tìm cách chứ. Vậy chú suy nghĩ giúp con đi. Thôi. Thì ý con là chú là ba Liên thì chú hiểu tính Liên hơn con. Giờ đứng đây nha. Con đứng đây. Đứng đây chờ. Dạ con đứng đây con chờ nha chú. Đứng chờ đi, đứng chờ. Mọc rễ cũng chờ. Dạ con đứng chờ trong hy vọng nha chú. Sao mặt bạn vui quá vậy? Bạn giỡn mặt với tôi đúng không? Bạn cười lên cái sự rớt đại học của tôi đúng không? Bạn khép cái miệng bằng lại chưa? Ô quá. Đáng ghét quá. Đau quá. Nằm nó luôn đi. Không còn nghĩa lý gì nữa. Hết hồn. Hết hồn. Hết hồn hơi giả nha. Sao rồi con? Lên đây buồn chung nè. Con có tâm trạng đi giỡn đâu. Ba thấy con này không? Sao? Nãy nó giỡn mặt với con bút nó nằm đó rồi đó. Nên ba đừng giỡn mặt với con. Ba xin đi toilet nhờ nha con. Ba tưởng không dám làm gì ba hả? Nhưng mà ba vẫn là ba của con mà. Nhưng mà con không có muốn làm con của ba. Ủa? Không, ý là con không có tâm trạng nói chuyện với ba lúc này. Ồ con, vậy là nếu như mình thi rớt đại học là mình có thể buồn suốt cả cuộc đời vậy luôn hả? Con không biết nữa. Và mình sẽ không có gì vui vẻ, mặt mày mình cứ u rũ hoài vậy luôn hả? Chứ giờ tương lai con mịt mù rồi giờ sao? Tương lai con quá mịt mù hả? Ừ. Vậy nếu tính ra tương lai của ba với má con chắc cũng mịt mù dễ sợ lắm. Con không có thể sống vui vẻ tới ngày hôm nay đâu. Mà sao? Thế con nghĩ đi. Con còn trẻ, con còn đi học được. Con còn có thể thi được đại học này, đại học khác. Chứ ba với mẹ cũng có học, có bằng, có cấp đâu. Rồi cũng có đi học được lại đâu. Mà vẫn sống vui vẻ tới ngày hôm nay. Đúng chưa? Đâu phải đại học là sẽ quyết định được tương lai của con đâu. Không đậu được đại học này, con có thể học đại học khác để lo cho tương lai của mình. Đúng không? Này lắm ba. Đúng rồi. Bây giờ ba hỏi con à. Nếu như ba với mẹ con á, từ bữa giờ á, bao sóng gió ập tới gia đình mà cứ buồn và ủ rũ y chang như con và không chịu giải quyết gì hết, cứ nằm đó vậy không á, thì có giải quyết được vấn đề gì không? Hay là bây giờ mình cứ buồn đi, rồi tự nhiên chuyện vui nó tới. Có không? Không, làm gì có chuyện đó. Thì làm sao mà có được, thì con phải vui lên đi. Ba nói thiệt,
đúng là cái chuyện con rớt đại học á, nó sẽ làm cho con suy nghĩ rất là nhiều, rất là buồn. Bởi vì nó là cú dốc đầu đời của con mà. Nhưng mà không sao, bà với mẹ thông cảm cho con là được rồi. Con phải vui lên đi, hiểu không? Nha, không có gì phải buồn hết. Mình sẽ làm lại. Là mọi thứ chưa có kết thúc đúng không ba? Làm sao mà kết thúc được? Nói như con chứ ba mẹ vậy chắc ba mẹ kết thúc lâu rồi. Đúng không? Đúng rồi. Con có thấy cái con nó đang nằm đó không? Nó giỡn để cho con vui mà con nở lòng nào đá nó một cái nó xẹo qua bên đó rồi đó. Nâng đỡ nó dậy đi. Nó đâu có lỗi gì đâu. Cũng giống như ba cũng đâu có lỗi gì đâu. Bà ngồi ở đây bà giải thích cho con, cuối cùng con cũng vui vậy. Xin lỗi nha. Ủa, ngồi đây đi. Xin lỗi nha. Đó. Ý. Đó, thấy chưa? Rồi được rồi, vui vẻ rồi ha. Đi xuống đi ăn gà với ba, coi như là trả tiền từ hồi nãy giờ ba làm liệu pháp tinh thần với con được chưa? Là con bao hả? Chứ còn gì nữa, chứ không lẽ ba bao. Thôi được rồi, ba bao luôn. Ok, đi. 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 Đi kìa. Gì con ơi? Không được, quanh lại được cái không? Cái gì? Quanh lại cái gì? Ủa? Con chờ chú. Lấy giờ tới nhà hả? Trời ơi, tao nói tới nhà xong vô nhà. Tự nhiên đứng đây làm chi vậy? Thấy chưa? Nãy giờ Minh còn ở đây hả? Minh sợ là Liên đói xong rồi Liên muốn đi ăn cho nên Minh đứng chờ. Hay dễ sợ. Chào con. Người ta tới nhà thì mình cũng phải lịch sự, mình ra mình nói chuyện hay gì. Đừng để người ta đứng đây người ta chờ, hiểu không? Kệ con đi. Kệ cái gì? Hy vọng. Dạ. Hy vọng đã tới. Dạ. Nó nói không bao giờ tuyệt vọng. Dạ. Okay. Một khi chú đã ra tay là bách phát bách trúng. Ra tay gì ba? Nè. Ba ra tay nè. Ba nói chuyện ba ra tay. Đó con hiểu. Ủa sao vậy? Đi. Trời ơi gì đây trời. Alo. Hả? Ủa? Ủa hôm nay chúng ta gặp nhau hả? Ủa sao tôi không biết chuyện này gì hết trơn vậy? Sao tôi quên mất tiêu? Thôi rồi tôi qua liền, Chết rồi. Hôm nay ba có một cuộc hẹn mà ba quên mất tiêu. Không con dắt em con đi ăn giùm chú nha. Vậy tự nhiên kêu dắt con đi ăn trời. À quên. Thì hồi nãy ba hứa ba dắt con đi ăn đúng không? Mà ba quên mất, ba có một cuộc hẹn với ông Bảy. Thôi bây giờ như nè, dắt đi ăn giùm cho chú đi. Dạ được chú. Thì bao nhiêu tiền chú về chú trả cho. Dạ dạ không cần nha, con. Coi như dạ, là lỗi dạ. Lỗi của chú. À, lỗi dạ. Ba bảo là coi đứa khác ba dắt con đi. Đi 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 hai đứa đi đi. Mình đi đi. Còn. Ờ này nắm tay. Nắm tay, được. Dạ. Nắm tay được. Nắm tay được nha. Con cảm ơn chú. Ờ cảm ơn con. Bách ra tay là bách quét bách trúng thôi. Coi ai trời ơi. Ủa thằng Đồng. Alo vậy Đồng. Có chuyện hệ trọng rồi. Bác Liêm xin từ chức tổ trưởng kìa. Ủa gì là sao? Thì chắc do sau chuyện ở buổi họp dân phố lần trước làm bác suy nghĩ nhiều. Em khỏi tin trúng anh qua nhà bác để phản nói chuyện này nè. Ủa rồi hai đứa con gái tôi với mình nó qua bên đó để nó ăn gà rồi đi giờ đi rồi ai nấu gà cho nó ăn. Ok em hiểu rồi. Đợi hai đứa tới sẵn nhà canh tiệm luôn rồi em mới đi. Vậy được, vậy cũng được á. Rồi vậy chốt ha. Rồi chốt đơn. Trời ơi, cái gì kỳ vậy trời. Phải nói chú Liêm từ chức. Chú Liêm không được từ chức. Quyết tâm phải nói chú Liêm từ chức. Quyết tâm không để chú Liêm từ chức. Phải nói chú Liêm từ chức. Từ chức chú Liêm ơi. Nè. Phản đối. Thôi. Dạ, gì chú. Tôi làm cái gì vậy? Phải nói chú Liêm từ chức. Không được từ chức chú Liêm ơi. Trời. Dạ. Tụi bay lớn hết rồi. Giờ còn ra đây phá làng phá xóm nữa. Im giùm cái coi. Đâu có phá làng đâu mà là phản đối chú Liêm từ chức. Không được từ chức chứ chú Liêm. Chú phải tiếp tục đảm đương cái vị trí là tổ trưởng khu phố này. Đúng rồi. Chú đừng có nghĩ là cái chức của chú ai muốn làm là làm đâu. Nó khó lắm. Phải có một cái con người đầy uy tín và nhiệt huyết giống như chú mới làm được. Chú hiểu được tấm lòng của tụi con. Nhưng qua cái cuộc họp dân phố vừa rồi đó, chú đã suy nghĩ rất là nhiều. Cho dù chú không nói ra, nhưng mà thật ra thì chú đâu có cố tình xây dựng cho mình một cái lối sống là ảo đâu. Mỗi lần nghĩ tới bây giờ thấy nó hổ thẹn lắm. Thì đó, chú không cố tình, chú vô tình đúng không? Thì chú tiếp tục tiếp nhận cái chức tổ trưởng dân phố này đi. Còn nói chú nghe,
Nếu mà chú cứ từ chối vậy hoài đúng không, thì con sẽ vận động trên cái group cao sang của khu dân phố này ha, để cho mọi người làm đùng đùng lên, cho chú thấy được cái niềm tin của tất cả mọi người đặt vô chú. Đúng rồi. Phản nói chú Liêm từ chức. Con nói thiệt với chú đã biết được cái lỗi của đó, thì mọi người càng ngày càng yêu thích chú, bởi vì chú là người đứng về lẽ phải. Chính xác. Đó, cho nên chú càng phải không được bỏ cái chức vụ tổ trưởng tổ dân phố cao sang. Chú Liêm, trời ơi, chú Liêm ở đây mà con đi kiếm khắp giáp vòng sớm trở trời đó. Đây là quá trời chữ ký của tất cả cư dân khu phố cao sang mình đó. Ký vô là bắt buộc chú Liêm từ chức. Lộn. Không được từ chức. Bắt buộc không được từ chức. Nhưng mà đây nè, chú không có nhân gì hết á. Trong khu phố mình là bà con đều ủng hộ với chú. Chú cứ làm tổ trưởng đi, đúng không? Cho cái nền kinh tế gia đình con nó ổn định. Chú nó không xào xáo. Chứ nếu như mà người khác làm, nó vô nó thị phi, đúng không? Nó sân si, nó ghét nhà mình, rồi nó đâm chọt, rồi ảnh hưởng tới cái cuộc sống kinh tế gia đình con. Nên chú làm ơn, chú làm tổ trưởng giùm con đi. Trời ơi, vợ tôi nay ăn trúng nhiều lâu hay. Tôi nói từ cái tâm của mình. Chú, Duyên nói chú nghe này chú. Khu phố mình trước giờ chuyện lớn nhỏ, vấn đề mâu thuẫn gì á, cùng mình chú giải quyết hết trơn à. Cho nên cái việc xuất thân nó không quan trọng đâu chú. Con nói thiệt. Cái uy tín chú cao. Hả? Thôi được rồi, hết hồn. Không, phản đối. Được từ chức. Đúng rồi, phản đối chú Liêm từ chức. Được từ chức. Phản đối. Ủa, anh Việt. À, Chi. Anh tới đây có chuyện gì không? Có chứ. Tặng em. Hôm bữa em đã nói là đừng có tặng quà gì cho em hết mà. Thì anh cũng sợ á, là tặng nhiều quá em không dám nhận. Nên hôm nay anh tặng có một hoa thôi. Với lại anh nghĩ á, bạn bè thì cũng có thể tặng hoa cho nhau mà. Dạ, cảm ơn anh. Thật ra Chi à, thật ra hôm nay tới đây á là để anh thú thật với em một chuyện. Là anh đã có vợ rồi. Không phải là anh muốn che giấu gì em đâu, mà anh cũng không muốn giấu giếm nữa. Nhưng mà anh sợ mà em biết sớm quá, em không có cho anh một cơ hội nào hết. Lúc đầu á, anh cũng chỉ muốn là em sanh cho anh một đứa con thôi. Nhưng mà từ khi em từ chối anh á, thì anh mới nhận ra một điều. Anh yêu em mất rồi. Anh không cần em phải làm cái gì hết á. Bây giờ em chỉ cần cho anh một cơ hội thôi, để anh chứng minh được là tình cảm anh dành cho em là đều là thật lòng á. Chi? Xin lỗi anh, em có điện thoại. Em nghe nè chị Xuân. Em đang ở đâu? Em đang ở trước nhà nè, có anh Việt ở đây nữa. Cái gì? Đuổi anh ta đi ngay đi. Còn em, nhanh đi vô nhà đi. Phóng viên người ta ập tới bây giờ kìa. Sao vậy chị? Báo vừa đăng một loạt tin đó, em là tiểu tam đó. Em đi vô nhà ngay đi, nhanh lên. Nutimil hân hạnh đồng hành cùng chương trình.